Phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 19 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực lên Moscow sau khi Ukraine giành lợi thế trong cuộc phản công nhanh chóng ở Kharkiv trong tháng này. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí và viện trợ. Theo tờ The Guardian, cuối tuần qua, quân đội Nga pháo kích vào thành phố Kubiansk từ các vị trí phòng thủ mới được xây dựng gấp rút ngay phía đông sông Oskil, hàng trăm người đã được sơ tán. Hãng tin Reuters nhận định, việc vượt sông Oskil sẽ đánh một dấu mốc quan trọng khác trong cuộc phản công của Ukraine ở khu vực đông bắc Kharkiv. Con sông này chảy về phía nam đến sông Siversky Donetsk qua Luhansk, một trong hai tỉnh ở vùng Donbass do Nga kiểm soát. Từ cuối ngày 18 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Telegram, quân đội Ukraine đã tràn qua Oskil, Ukraine đã kiểm soát bờ phía đông. Trong khi đó, thống đốc vùng Lugansk Serhiy Gaidai cho biết, quân đội Ukraine đã giành lại toàn quyền kiểm soát thị trấn Kremina và làng Bilohorivka. Hai khu định cư này nằm trên các con đường tiếp cận thành phố Lysychansk, nơi bị thất thủ sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt hồi tháng 7, khiến vùng Luhansk rơi vào hoàn toàn sự kiểm soát của Nga. Một quan chức phe ly khai ở thành phố Donetsk cho biết 13 người thiệt mạng trong trận pháo kích hôm 19 tháng 9, song Reuters chưa thể xác minh. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chiến thắng của Ukraine hướng tới dồn lực lượng Nga khỏi toàn bộ đất nước và khẳng định cam kết hỗ trợ của Mỹ trong thời gian tới nếu cần thiết. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã phủ nhận việc Ukraine phản công nhanh chóng, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu quân đội của họ bị gây áp lực thêm. Vào ngày 19 tháng 9, Moscow lên tiếng bác bỏ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở vùng Kharkiv. Đây là bình luận đầu tiên của Nga sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga gây ra các tội ác chiến tranh ở phía đông bắc nước này. Moscow cho rằng Kiev đã dàn dựng một nấm mộ tập thể để đổ lỗi cho Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây là kịch bản giống như ở Bucha. Mọi thứ được dàn dựng theo cùng một kịch bản. Đây là sự dối trá. Tất nhiên chúng tôi sẽ bảo vệ sự thật trong toàn bộ chuyện này.